nuôi mật khỉ, nuôi bồ công, phòng cây thiên nhiên. Một cái căn hộ này, cái bầu này phải dựng cái cây lại, dựng cái cây lại. Cây này nói chung không có mặt cắt, chỉ có mặt cắt đầu cành. Đó, có bao nhiêu cành là mình tận dụng sẽ hết luôn á. Phòng cây tự nhiên nhìn cũng đẹp. Có mấy cái bắp này xỉa ra. Công nhưng mà khỉ phòng bên tự nhiên, cái này đẹp mà dáng tự nhiên. Cục chỗ này được 24, chỗ con eo được nhiều, eo được 21, chiều cao được 20. Cái này về bắt cành nó cũng lẹ mà, nó chỉ có sẹo đầu cành thôi. Mấy này khỏi sợ nuôi mà cắt nó hồi xưa liền đó, xưa nó có mặt cắt ngay chỗ này mà mình cắt bỏ cành cho này dở liền luôn. À, bồ công